Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con Nokia 3510i, hàng full box chưa sử dụng cho anh em sưu tầm nha. Đây là một con Nokia Blue and Blue 3510i, sản xuất tại Hungary, hàng sản xuất cho thị trường Hungary. Ôi nó kiểu gì trời. Đây. Rồi, sách hướng dẫn, một quyển sách hướng dẫn. Sao chữ Hungary nhìn chán mày. Ủa, đọc ngược hả? Hungary đọc ngược hả ông nội? Vô sức sạch sửa thiệt chứ. Cục sạc, dây sạc, sản xuất tại Finland. Viên pin. China. Viên pin mới chát luôn, chưa sử dụng. Và đây là nhân vật chính. Nhân vật chính. Có hai cái bịch. Wow, cái này nó có cái chữ Ả Rập, chưa lọc keo màn hình luôn. Mở con pin vô thử rồi lên nguồn à. Mấy chục năm mà lên nguồn à. Lên nguồn trên đầu. Pin còn nguyên luôn. Trời ha. Mà insert sim vô. Có sim mới mở được giao diện. Không có sim đâu mở được giao diện. Rồi. Đẹp chưa? Quá là đẹp nha anh em. Một chiếc điện thoại quá chắc. Thôi, phải đi mua sim. Bỏ vô thôi các bạn. Lấy nó ra. Lấy mình ra nha. Lấy mình ra. Mình mới chát luôn nha anh em. Chưa có gắn vô nó chát luôn. Cái điện thoại này nó cũng mới chát luôn, trong suốt này các bạn. Như nó làm cái miếng này nó làm gì ta? Gì vậy? Cái khung của nó làm đơn giản quá các bạn. Nhìn đẹp không? Wow. Những màu xanh này. Màu phím của nó này. Rất là đẹp nha anh em. Này mà đi bước vô phòng khách nhìn cái dạng điện thoại trưng bày là thấy đã rồi. Ok, anh em nào thích sưu tầm điện thoại cổ, đây là dòng 3510i nha. Đó. Chưa sử dụng, chưa kích hoạt, còn mới chát như trong thùng, như trong bịch luôn. Đó, như mới khui luôn nha anh em. Anh em nào thích sưu tầm điện thoại, sưu tầm nha anh em, lưu ý nha. Đây là những chiếc điện thoại dành cho anh em sưu tầm chứ không phải mua gì để gọi nha các bạn. Sưu tầm, gọi thì anh em ra đường, anh em ra mấy tiệm điện thoại cũ nha, mua nó bán tầm 150-200 ngàn đô lại là có cái điện thoại anh em xài được rồi nha. Điện thoại cũ, điện thoại tân trang, điện thoại Trung Quốc các kiểu y chang vậy luôn. Đó, còn đây là điện thoại tồn kho, cho nên giá trị của nó là vài triệu trở lên, rẻ lắm. Trong cái đống điện thoại của mình rẻ lắm là phải từ 2 triệu trở lên nha các bạn. Có những cái 9-10 triệu rồi. Những cái nhỏ nhỏ như vậy thì mấy triệu thôi. Những dòng cao cấp thì nó mới mất tiền. Đó, thì đây là điện thoại dành cho anh em sưu tầm. Chứ không phải là giá rẻ bán đại trà, bán như bán gạo đâu nha anh em. Đấy. Mà những cái điện thoại này mình chỉ có một cái thôi, anh em muốn mua hai cái cũng không được nữa nha các bạn. Chỉ có một cái thôi, trong cái đống điện thoại của mình thì mỗi cái điện thoại mình có một cái, anh em muốn mua hai cái giống nhau cũng không được nữa, không có để bán rồi. Đây là điện thoại mình sưu tầm mà bây giờ trải qua thời kỳ Covid đói lắm nên bây giờ mình mới thanh lý thôi, chứ điện thoại mình chơi chứ không phải mình để bán rồi nha anh em.
Các bạn nếu mà anh em để ý là mình thấy là mình khoe cái điện thoại này là cách đây hơn 1 năm rồi, như 2 năm rồi chứ, 2 năm, 2 năm rồi, lúc mà Covid 2 năm rồi bà. Ok, anh em nào có nhu cầu gọi trực tiếp và nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em là ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop lấy nha. Ở xa thì chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng liên xe cấp, xem thêm nhiều mẫu điện thoại độc lạ bên shop phụ tùng riêng nha. Cảm ơn tất cả các bạn.